thế thầy chủ ơi. Xinh gái quá các bác ạ. Chào tất cả các bác nhé. Hiện tại thì em đang có mặt ở một phiên chợ gắn liền với câu chuyện Chàng Ba và Nàng Út. Đó là chợ Tình Khâu Vai. Đứng ở vị trí trên cao này thì các bác có thể thấy là chợ đang họp rất là đông vui. Và bây giờ em sẽ đưa các bác đi xuống chợ để xem là chợ Tình Khâu Vai thì có khác gì với các phiên chợ khác hay không nhá. Các bác theo chân em. Cũng giống như các phiên chợ khác ở vùng cao thì chợ Tình Khâu Vai cũng là một phiên chợ lùi. Tức nghĩa là như nào? Tức nghĩa là giả sử như hôm nay là chủ nhật thì phiên tiếp theo sẽ là lùi lại một ngày là vào thứ bảy, và cứ như thế thì chợ được họp mỗi tuần một lần. Phần lớn thì chợ vùng cao sẽ là nơi giao lưu buôn bán các mặt hàng nông sản, các mặt hàng nông sản của bà con đồng bào ở đây. Ngoài ra thì hàng năm cứ vào dịp 27 tháng 3 âm lịch thì sẽ diễn ra lễ hội chợ Tình Khâu Vai kéo dài khoảng 3 ngày. Sẽ là nơi mà du khách thập phương đến đây để tìm hiểu về câu chuyện Chàng Ba và Nàng Út. Ban tổ chức sẽ tái diễn lại cái câu chuyện Chàng Ba và Nàng Út. Ngoài ra thì còn buôn bán một số mặt hàng thổ cẩm như là số mặt hàng mang đậm bản sắc của con người ở đây. Chị ạ? Vâng, em vào đây em chơi đi ạ. Dạ. Rất là nhiều mặt hàng được bày bán đây các bạn. Có cam quýt, có đầy đủ luôn. Và hôm nay dự tính là đi mua một sản phẩm váy dân tộc. Phiên chợ ngày hôm nay trùng với chợ chủ nhật ở thị trấn Mèo Vạc, cho nên là hôm nay chợ không được đông cho lắm các bạn. Còn những phiên khác và những ngày khác thì chợ rất là đông. Rất nhiều tiểu thương đã mang tất cả, hầu như là đầy đủ tất cả các mặt hàng để phục vụ cho nhu cầu của bà con ở đây, mang đến tận chợ Khâu Vai để phục vụ cho bà con. Chợ Tình Khâu Vai thì cách thị trấn Mèo Vạc khoảng 21 km. Do vậy mà thay vì lựa chọn ra chợ huyện thì người dân vẫn ở lại chợ khá là đông.
đây là dịp cuối năm rồi, cho nên là cái lượng quần áo mà đổ về chợ để phục vụ cho thanh niên bà con sắm sửa Tết cũng rất là lớn. Các bác có thể bắt gặp ngay hình ảnh của những chàng thanh niên sắm sửa quần áo chuẩn bị cho Tết. Và em có nghe đồn rằng là đến với chợ Không Vai thì sẽ gặp được rất là nhiều gái xinh. Bây giờ em sẽ đi xem là có gặp được gái xinh hay không. Xã Khâu Vai là một địa bàn cư trú của khoảng 5 dân tộc, có Tày, Nùng, Giao, đấy. Có rất là nhiều sản phẩm ăn vặt đấy các bạn. Bánh sừng đấy, bánh bao, bánh bò và rất nhiều hàng khác nữa. Tổng diện tích của khu chợ này thì khá là nhỏ thôi, khoảng 300 mét, và được họp ngay tại giữa đường. Còn cái khu chợ chính thì chỉ có mỗi một gian để bán. Anh chị, vâng, ở đây thì có mỗi một cái gian chính ở đây dùng để bán thịt lợn thôi các bác ạ. Còn đâu là họ chợ chỉ họp ở ngay giữa lòng đường luôn. Lát nữa thì em sẽ đưa các bác đi vào trong chợ xem người dân ở đây bán thịt. Đây, đến đây là hết cái cuối của cái chợ Khâu Vai rồi các bác ạ. Hiện tại là khoảng gần 8 giờ rồi, nhưng mà người dân đổ xô về vẫn rất là đông. Đây người ta bán khoai này các bạn, khoai tím. Khoai tím là một cái sản phẩm nông sản của đồng bào người Giao, người Mông ở đây. Ăn rất là ngọt, khoai rất là ngọt, rất là bở. Rất là nhiều khoai. $120 cho một cái sản phẩm mà đeo như thế này các bác ạ. Nhìn giống như đây là một sản phẩm được mạ bạc rất là tinh xảo. Có thể là sản phẩm này xuất xứ từ bên Trung Quốc. Khi mà kết hợp với cái bộ trang phục như thế này thì rất là sặc sỡ. Các chị em người Mông chuẩn bị được một bộ như này để chơi Tết thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa. Thank you.
Xin gái quá các bác ạ. Thank you.